Quý khán giả, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua tỉnh Tây Ninh đã nỗ lực rất lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, trong đó tập trung đầu tư khôi phục, phát triển các làng nghề truyền thống, tạo điều kiện và hỗ trợ cho người dân phát triển sản xuất, giải quyết việc làm nhằm tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn. Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hiện có 10 nghề truyền thống điển hình như làm bánh tráng, làm muối ớt, chế biến khoai mì và chế biến nông lâm thủy sản. Bên cạnh một số nghề thủ công truyền thống kể trên, ở Tây Ninh còn có một số nghề khác như nghề đan lát sản xuất các sản phẩm bằng mây tre nứa, nghề mộc sản xuất các sản phẩm tủ, bàn, salon, ghế, nghề rèn sản xuất các sản phẩm công cụ và các công cụ sinh hoạt gia đình, cho thấy sự đa dạng phong phú của bức tranh những nghề thủ công truyền thống. Trong những năm qua, chính những nghề thủ công truyền thống này đã giúp cho đời sống vật chất và tinh thần của lao động nông thôn ở Tây Ninh được nâng cao. Nhìn chung, tình hình phát triển ngành nghề nông thôn tương đối ổn định. Một số ngành nghề như làm hàng mây tre, bánh tráng, muối ớt có xu hướng phát triển mạnh trên thị trường. Việc phát triển ngành nghề nông thôn đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao đời sống cho lao động nông nghiệp, nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh hầu hết mang tính tự phát, quy mô sản xuất nhỏ, mang tính chất hộ gia đình, chủ yếu là lao động thủ công, thiết bị công nghệ sản xuất cải tiến ít, thiếu vốn, thiếu tính liên kết và hợp tác trong sản xuất. Ngoài ra, phần lớn sản phẩm từ các nghề truyền thống của tỉnh Tây Ninh chưa có nhãn hiệu, thương hiệu, chất lượng chưa ổn định, sức cạnh tranh sản phẩm công nghiệp khác còn hạn chế, đồng thời các sản phẩm ngành nghề nông thôn chưa gắn với du lịch. Việc quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ còn hạn chế. Một số nghề truyền thống đã được hình thành ở các địa phương từ lâu đời như chằm nón lá, sản xuất đũa tre, rèn, được sản xuất nhỏ lẻ, cầm chừng, không ổn định, hiệu quả thấp. Để vừa giữ gìn, vừa phát triển được các nghề truyền thống này thì vẫn còn nhiều việc phải làm. Chẳng hạn như nghề bánh tráng phơi sương truyền thống Trảng Bàng đang đối diện nguy cơ mai một. Theo nghề làm bánh tráng phơi sương hơn 10 năm nay, chị Võ Thị Quỳnh, ngụ tại ấp Xóm Đồng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu đã có những chia sẻ. Ngày này cực lắm. Sáng mai dậy ta nhóm lửa tráng rồi đem ra phơ, đem vô chiều gỡ. Tối ngày vậy chứ không có không. Nó không có nặng mà đều như lắc nhắc vậy làm tối ngày vậy. Trời mưa thì không có tráng được nhiều. Trời mưa đâu tráng, như bữa bão mình nghỉ. Còn như bữa nay tráng vậy phải không, có nắng thì tráng, giờ chỉ mưa thì mình nghỉ. Vậy thì trung bình ngày mình tráng bao nhiêu ký bột vậy? Ngày chừng nay tráng ngày chục ký bột à. Trong những năm gần đây, cuộc cách mạng 4.0 đã góp phần tác động lớn đến sự thay đổi tư duy, nhận thức và hành động của người dân trong ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nhất là trong sản xuất các ngành nghề truyền thống. Bởi khoa học công nghệ sẽ giúp doanh nghiệp các cơ sở sản xuất tại các làng nghề nâng cao sức cạnh tranh, giảm giá thành sản phẩm. Tại tỉnh Tây Ninh, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nghề truyền thống cũng đã bắt kịp với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 khi đưa khoa học công nghệ vào sản xuất. Anh Lê Trung Thời, ngụ ấp Trường Cửu, xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành, theo nghề làm mộc của gia đình đã hơn 10 năm nay. Trước đây, mọi công đoạn để làm ra thành phẩm là những chiếc bàn, chiếc ghế, tủ, tất cả mọi công đoạn đều được anh thực hiện thủ công bằng tay. Tuy nhiên, vào năm 2019, anh Thời quyết định đưa công nghệ vào sản xuất, vay vốn ngân hàng chính sách xã hội để mua hệ thống máy đục tự động. Hồi trước thì toàn là đi thuê người ta đục bằng tay, sau này mới tiếp cận cái công nghệ này mới mua cái máy về làm. Thì mình phải làm file trên máy vi tính rồi mình chuyển qua lệnh qua bên máy rồi mới làm. Như cái này nó làm thì khoảng 48 tiếng là một cánh cửa hồi nãy. Nhưng mà bây giờ thì nếu mà làm bằng tay thì mất cũng phải từ 5-7 ngày. Làm bằng máy này thì cái sản phẩm nó đều đẹp sao? Nó thì nó đồng bộ, nó đẹp hơn. Theo nghề làm bánh tráng của bà ngoại để lại từ hơn 10 năm nay, điều mà chị Võ Thị Nguyên Thu, ngụ tại phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng trăn trở nhiều nhất chính là làm thế nào để đưa khoa học công nghệ vào trong sản xuất, giúp tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm. Nghĩ là làm, vợ chồng chị Thu quyết đầu tư hệ thống dây chuyền bánh tráng tự động đưa vào sản xuất. Lúc làm tay thì có một người phơi ngày chỉ có 100 dĩ nang á.
là tráng ngày được 100 dĩ, là tráng tới chiều luôn là được 200 dĩ. Còn giờ là tráng từ sáng 5 giờ sáng tráng cho tới khoảng 2 giờ chiều là tráng cũng được khoảng được 1 tấn bánh. Anh Chim Ngọc Tuyển, ngụ tại phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, cũng là một trong những người đã bén duyên với nghề làm bánh tráng từ hơn 10 năm nay. Đối với anh Tuyển, việc đưa công nghệ vào sản xuất không chỉ giúp tăng năng suất, giảm giá thành sản phẩm, mà quan trọng hơn hết là tạo ra những sản phẩm uy tín, chất lượng để đưa tới người tiêu dùng. Thì cái cơ sở em hoạt động cũng được khoảng tầm 15 năm. Thì hiện tại bây giờ thì do dân số đẩy cao nên tụi em mới đưa máy móc sản xuất khoảng được 2 năm trở lại đây. Thì hiện tại bây giờ thì nó cũng đi vào hoạt động ổn định hơn. Nó sẽ tiết kiệm được chi phí nhân công và chi phí sản xuất cũng rất là nhiều. Từ đây thì nó sẽ tiếp cận người tiêu dùng dễ hơn so với làm thủ công như hồi xưa. Có thể thấy rằng sự phát triển của nghề truyền thống hiện nay tại tỉnh Tây Ninh đã góp phần quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hiện nay cuộc cách mạng 4.0 đã mang lại nhiều cơ hội cho các làng nghề truyền thống tại Việt Nam nói chung và tỉnh Tây Ninh nói riêng, khi tạo ra áp lực để thay đổi từ phương thức sản xuất dựa vào kinh nghiệm mang tính cha truyền con nối của người dân. Đồng thời, trước tác động mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc của cuộc cách mạng 4.0, những người sản xuất nghề truyền thống buộc phải thay đổi tư duy, thay đổi phương thức sản xuất kinh doanh để phù hợp với xu thế thị trường, quan trọng là để tồn tại. Việc phát triển các làng nghề truyền thống nông thôn là một trong những nội dung lớn của tỉnh trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho lao động nông thôn, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, để phát huy thế mạnh các làng nghề, các cấp, các ngành liên quan cần có nhiều chính sách hỗ trợ chuyển giao công nghệ, đầu tư về hạ tầng cơ sở, đẩy mạnh các chương trình khuyến công, chú trọng đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu của người lao động trong mối tương quan với điều kiện cụ thể của địa phương. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, khảo sát hoạt động sản xuất và nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển của làng nghề tiểu thủ công nghiệp, kịp thời hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở được vay vốn để phát triển sản xuất theo hướng hiện đại, có thị trường tiêu thụ. Tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm và hình ảnh làng nghề gắn với nông thôn, phối hợp với tỉnh và các tổ chức quốc tế, tiến hành lồng ghép, thực hiện các kế hoạch phát triển làng nghề cho địa phương, từng bước triển khai xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, phát triển mạng lưới giao thông, hỗ trợ các làng nghề tham gia hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh để trưng bày và giới thiệu sản phẩm trong và ngoài tỉnh. Hy vọng rằng, với tiềm năng thế mạnh sẵn có của các làng nghề truyền thống, cùng sự đầu tư đúng hướng, những chính sách phù hợp sát thực tiễn để xây dựng các làng nghề trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững, làm tăng thu nhập cho người dân, sẽ góp phần đưa chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về đích theo đúng lộ trình. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Tây Ninh xây dựng nông thôn mới kỳ này do Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh thực hiện đến đây là hết. Thân mến, chào tạm biệt.